Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trước mặt các bác đây là bốn cái con điện thoại, là con Velvet 1 này, đây là con Velvet 2 Pro này, còn đây là con G8 này, còn đây là con Wing này. Thì trong bốn con này thì chỉ có mỗi con G8 là nó có cái màn 2K, nhưng mà em đã điều chỉnh nó về cái độ phân giải là 1080 rồi nhé, để em cho nó chung với ba con còn lại, tại vì ba con còn lại đều có màn là 1080 thôi, cho nên để tất cả bốn con này đều 1080 hết. Và độ sáng màn hình thì em đã để max tất cả rồi. Đây, để max tất cả rồi. Đây, đều là 100% hết nhé. Đó. Ủa. Đấy, và em để 100% hết. Thì em đang để ở một cái video 1080 thôi. Tại vì bốn con này đều kết nối vào một cái wifi, cho nên là sợ là nó có vấn đề gì về kết nối thì nó đỡ hơn. Với lại thực ra là để 1080 với 4K nó gần như nó không, các bác có thể không thể phân biệt được đâu. Và hiện tại em chỉ cho các bác biết được là hiện tại cái màu sắc của bốn con này thì nó khác nhau như thế nào thôi. Đấy, thì các bác có thể này, bốn con em đang để ở cái chữ là 1080 hết nhé. Không biết các bác có nhìn thấy không, nhưng em để 1080 hết. Đó. Đây, 1080 hết. Và bây giờ em sẽ thử phát cái video vừa rồi. Cái video này xem trong vòng mấy phút xem các bác xem thấy thế nào nhé. Thì trước tiên em cũng loát được cái video này rồi, tại vì em muốn loát trước ấy để mà nó cho cái kết quả nó đồng đều, nó chạy cùng nhau hết. Đây thì đang em sẽ nhấn 1 2 3 cho nó đi cùng nhau nhé. Hơi khó các bạn. Rồi. Có thể là nó sẽ hơi lệch tí nhưng mà thôi. 1 2 bỏ ra cùng nhau thì dễ hơn. 1 2 3. Đó. Thì nó có vẻ hơi lệch nhau tí. Thì em sẽ tắt cái điện đi nhé, cho các bác biết được. Đó. Rồi, các bác cứ từ từ các bác theo dõi thôi. Có thể là cái khung hình nó hơi lệch nhau một chút thì các bác thông cảm, tại vì cái tay của em nó hơi lệch tí. Đó. Cũng không biết là cái video này có bị đánh bản quyền không nữa, tại vì cái video này là video của người khác mà. Đó. Các bác cứ xem hết cái video đi, cái video này tầm tầm khoảng 5 phút thôi. Để các bác tự đưa ra cái chất lượng nhé, chứ em thấy con nào cũng đẹp. À, cái màu này có khác này. Cái màu này thì con Velvet 1 với con Wing đậm hơn. Vừa giờ con tắc kè đấy. Cái này cũng thế. Nó có sự chậm khác nhau rồi đấy. Nhà thấy này cũng khá là khó ổn rồi, khá chuẩn rồi. Đấy, các bác cứ chịu khó xem hết tầm 5 phút này thôi nhé. Để các bác biết được là cái màn hình của con nào nó đang là ổn hơn. Như em thấy thì với cái mắt nhìn trực tiếp của em thì em thấy là nó cũng xem nhau thôi. Em thấy là con Velvet 1 với con Wing ấy, nó cho cái màu sắc nó tươi hơn một chút. Ví dụ màu xanh thì nó xanh hơn một chút, màu đỏ nó đỏ hơn một chút. Còn tùy các bác thôi. Nói chung là cái việc mà so sánh cái màn hình này em cũng không muốn làm đâu, tại vì cái việc mà đẹp xấu ấy là do của mắt của mỗi người thôi, cho nên là anh em cũng không cần phải tranh cãi nhau nhiều làm cái gì. Thực sự là màn hình bây giờ con nào thấy nó cũng đẹp lắm rồi.
Nếu như mà không có con khác ở bên cạnh so sánh thì các bác gần như không phát hiện được cái gì luôn ấy. Đó, ở cái màu này thì cái con G8 nó nhạt hơn tí. Đó. Đó. Không biết là lấy cái video này của người ta để có phải làm cái thao tác gì không nữa cơ. Sợ là lấy cái này nó đánh bản quyền mất. Thôi cứ thử up lên xem. Đánh bản quyền thì gỡ thôi. À, như nó sắp hết rồi các bạn. Và hết thì em tắt thôi. Cái này thì các bác tự đưa ra đánh giá nhé. Chứ em thấy là con nào nó cũng đẹp, gần như không phát hiện ra luôn. Em chỉ phát hiện ra được là con nào nó màu nó hơi tươi hơn thôi, chứ còn chi tiết các thứ thì em thấy nó đều ngon hết. Ôi, cái bông là đẹp thế. À, cái video này em phát trực tiếp trên YouTube nhé. À, xem trực tiếp trên YouTube luôn ấy. Cho nhiều khi nó bị khung hình nó hơi hơi lệch lệch là vì cái chất lượng đường truyền thôi. Và đang đều để là 1080 hết nhé. Em cũng định cho lên 4K để thử, nhưng mà thứ nhất là em thấy gần như nó không phân biệt được luôn, không không phân biệt được. Và nhiều khi là do mạng nó chậm, nó sẽ giật. Rồi, hết rồi các bạn. Thì đấy, như các bác vừa thấy đấy là màn hình của mấy con này nó như thế nào. Thì nhiều khi là các bác nào mà tinh mắt đấy, các bác có thể phân biệt ra được một cái gì đó. Nhưng mà đối với em thì em gần như em không phân biệt được cái nào xấu, cái nào đẹp luôn đấy. Nhưng mà em cảm giác là cái con Velvet 1 và cái con Wing ấy là đẩy màu lên hơn một chút. Còn con G8 này nó thiên về cái màu nó lạnh hơn một chút đấy, nó nhạt nhạt hơn một chút. Và con G8 này ấy, như em dùng con G8 lâu năm với con V50 thì em thấy con G8 màn hình nó vẫn đẹp hơn con V50 một chút xíu nhé. Còn những con này thì các bác đấy, các bác tự đánh giá đi. Rồi, ok, chào các bác nhé.